morning, children. How are you today? You are right? Good. So, we continue Unit 1, Clean Up. Lesson 2, Grammar. Continue. Hôm nay là chúng ta học cái bài 2, Grammar và ngữ pháp, và tiếp tục. Trong cái bài này, cô đã nói là chúng ta sẽ học 2 tiết nha mấy con. Hôm nay là tiết thứ 2. Now open your Steambook page 9. Firstly, I have a game for you. Bing Bat Circle Game. In class, I'll divide the class into two teams, Team Tiger and Team Lion. I give one object to each team. For example, a bone for Team Tiger, a dome for Team Lion. I play the music and then I'll stop suddenly. Two students who has the bone and the dome will look at the picture on the screen and say the sentence. You must use pattern sentence. There is or there are. Ở trong lớp thì cô sẽ chia thành hai đội. Đội thứ nhất là đội Tiger, đội thứ hai là Lion. Thì mỗi một đội cô sẽ đưa cho mấy con một quả bóng và một con búp bê. Thì mỗi một đội chúng ta khi cô bắt đầu mở nhạc thì các con sẽ truyền trái banh hoặc là truyền con búp bê. Khi cô dừng nhạc thì hai người bạn bất kỳ trong hai đội, người nào mà đang cầm trái bóng và con búp bê thì sẽ nhìn vào bức tranh trên màn hình và nói câu. Now let's go. Number 1. For example, Team Tiger. Lang has the bone. So, she must say the sentence. How do you say the sentence when you look at the picture here? There is a cabinet. So now we check your answer. Bây giờ chúng ta kiểm tra, nếu mà mình đúng á với cái câu mà cô cho hiện ra trên màn hình thì các bạn được 1 điểm, mà nếu sai thì chúng ta không có điểm. Này là câu đầu cô ví dụ, còn câu thứ hai mấy con sẽ tự làm nha. Ok. There is a cabinet. So, Team Lion, how do you say the sentence? Look at the picture here. There are two pillows. Now we check the answer. Yes, correct. If you say correct, you get 1 point for your team. Ở trong lớp, nếu như mỗi lần các bạn nói đúng cái câu này thì các bạn sẽ được 1 điểm cho đội của mình. Now we continue. Team Lion, how do you say the word? Now we check your answer. There's a rug on the floor. There's a rug on the floor. Or you can say, there are 3 pillows on the sofa. Team Tiger, how do you say the sentence? There are 5 books, yeah. There are 5 books on the shelf. Now we check your answer. That's right. Okay. We stop the game now and we move to the review.
Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại bài phần bữa trước mấy con đã học. There is and there are. There is sau nó sẽ là một vật. Mình dùng chữ hoặc chữ in, chữ one như bữa trước cô đã giảng rồi. For example, there is one pencil. There is an apple. Because A is vowel. Chữ A chữ, bắt đầu từ apple là nguyên âm nên mình phải dùng chữ in. There are thì cộng với lại từ hai vật trở lên. For example, there are 20 books on the shelf. Có 20 quyển sách ở trên cái kệ. There are 3 pillows on the bed. Có 3 cái gói ở trên cái giường. Now you open your workbook, page 9. Part 1, read and circle. Đọc bằng mắt những cái câu này và chúng ta mấy con nhìn cái bức hình ở kế bên. Sau đó mấy con sẽ khoanh tròn một trong hai chủ từ giả there's hoặc là there are. Number one is an example. So you finish from number 2 to number 4. Bạn lưu ý những cái danh từ phía sau các cái chữ there's hoặc là there are. Các bạn để ý ha. Và nếu như chúng ta nhảy thì các bạn nhìn cái hình là các bạn đã biết nó số ít hay số nhiều rồi. Cô dạy cái bài này thật sự ra là rất là kỹ, 3-4 lần rồi nha các bạn. Các bạn cố gắng không được làm sai nha con. And when you finish part 1, you move to part 2. Look at the picture and write. Nhìn vào bức tranh phần số 2 và viết. Cũng sử dụng mẫu there's hoặc there are. Cái này mình nhìn phía sau cái chỗ trống, danh từ số ít hay số nhiều là mình viết xài thôi. Và sau đó mình vừa kết hợp mình nhìn ở trong hình nữa. It's very easy. Rồi, cô sẽ sửa bài tất cả trong cái phần workbook này ở cuối tiết 4 là cuối cái bài lesson 3 nha. Okay, goodbye. See you again. Have fun.